Hello. Hello. vâng Xin chào các bạn, rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong series video đọc hiểu N4 và N5 Và mình xin tự giới thiệu, mình là Nghĩa của Dũng Mô Đi Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của bài đọc hiểu số 25 à, Bài này à, có tiêu đề là Sô đại số đại là gì các bạn nhỉ? Shodai là tương lai Tương lai của chúng ta sẽ ra sao các bạn nhỉ? Và hôm nay chúng ta cùng nhau đến với nội dung của bài đọc hiểu số 25 Với chủ đề đó là số lại đó là tương lai vâng và như mọi khi à trước tiên mình sẽ cùng với cả các bạn đọc qua bài này một lượt để chú ý cách phát âm cũng như là cách đọc uh, tiếng nhật và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi vào dịch bài này để chúng ta cùng ôn lại các từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp các bạn nhé hãy đều à kiểu mộ gắn bó đi <laughs> hãy đều à yamamoto kun 川田くん、佐藤くんは同じ高校を出ました。そして今、てんてんてんてんてん。山本一郎。僕は今小さい引っ越しの会社で働いています。友達はみんな大阪へ行きましたが、僕は 大学で勉強したいことが見つかりませんでした。大学へ行っても意味がないと思いました。働いて自分のお金で好きなことをしたいです。どこか外国へ行きたいです。いろいろ 経験したら、本当にしたいことが見つかると思います。川田悟、富士大学で経済を勉強しています。本当は経済の勉強より音楽の方が好きだから、ミュージアン、 ミュージシャンになりたいけどでも両親が将来を考えたら大学を出なければならないと言いました僕もいくら好きなことをしても安定した生活ができなかったら幸せになることは できないと思います。佐藤健、高校を出るとき、両親と喧嘩をしました。僕は劇団に入って、好きな演劇をすると言いました。両親は大学へ行かなければならない。 演劇で生活することはできない。将来きっと後悔すると言いました。僕は家を出て今一人で生活しています。親からお金をもらっていません。生活は苦しいです。でもしたいことが ありますから、苦しくても頑張ります。今日はどこかのた容を読みます。そして、今、山本君、河田君、佐藤君は同じ高校を出ました。そして、今、 À, bài này là bài nói về tương lai đúng không ạ và trong bài này chúng ta có ba nhân vật thứ nhất đó là yamamoto này bé yamamoto này bé kawada và bé sato đúng không ạ thì ba người này làm sao ạ ba người này đã cúng à, ở đây chúng ta có cách nói là trường học cộng với cả demas là gì các bạn nhờ tức là chúng ta tốt nghiệp ở một ngôi trường nào đó ba người này cúng onanji là giống nhau đúng không ạ cùng tốt nghiệp một trường cấp 3 đúng không ạ? Cô cô là trường cấp 3 các bạn nhé Hay im và bây giờ thì bây giờ ba ngày này như nào thì chúng ta cùng nghe qua cái tâm sự của các bạn ấy các bạn nhé Hay đầu tiên đó là bé Yamamoto Ichiro. Boku wa ima chisai sai no À, ở đây thì chúng ta có cấu trúc câu đó là VT imas là gì các bạn nhỉ? VT imas là chúng ta đang làm một cái hành động gì đó, đúng không ạ? À, Bố cự là bằng với cả watashi là cách nói thân mật là tớ hay là tôi đúng không ạ? Tôi bây giờ thì đang làm việc ở công ty Hikoshi là chuyển nhà đúng không các bạn? tôi thì bây giờ đang làm việc ở một công ty chuyển nhà nhỏ đúng không? Chỉ là một công ty bé thôi các bạn nhé. Hay Tomodachi wa minna Osaka e ikimashita ga boku wa daigaku de benkyou shitai <laughs> koto ga mitsukarimasen deshita. Tomodachi là gì các bạn nhỉ? Tomodachi là bạn bè Bạn bè thì Tất cả mọi người Đều đã đi tới Osaka Nhưng Nhưng mà tôi thì Đã không tìm thấy Mitsukarimasu là tìm thấy đúng không các bạn? Mitsukarimasen deshita là Đã không tìm thấy Tôi đã không tìm thấy gì nhỉ? Tôi đã không tìm thấy cái điều mà Tôi muốn học ở trường Đại học đúng không ạ? Đây hey đại học à, chúng ta có cấu trúc câu đó là と tức là chúng ta nghĩ như thế nào đó đúng không ạ? nhưng mà tôi thì làm sao ạ? tác giả đã đã nghĩ là dù có đi học ở trường đại học đại các cái ít một ít một dù có đi học ở trường đại học thì làm sao ạ? thì đã nghĩ rằng không có ý nghĩa gì Imi là ý nghĩa các bạn nhé Imi gà nai là không có ý nghĩa Và tác giả đã nghĩ là dù có đi tới trường đại học thì tác giả cũng nghĩ là nó không có ý nghĩa Đúng không ạ? Hataraite e jibun no okane de suki na o shitai desu Và tôi thì làm sao ạ? Tác giả thì làm sao ạ? Tác giả muốn làm những cái việc mà mình thích đúng không ạ cái việc mà bản thân mình là của tổ đúng không ạ làm những cái việc mà mình thích bằng bằng tiền của chính bản thân mình gì bưng nô bằng chính tiền của bản thân mình đúng không ạ có cả gai và ở đây thì các bạn nhớ lại cấu trúc đó là về tai đúng không ạ đó là động từ gốc là động từ mát sự thì chúng ta bỏ mát sự đi và cộng với cả tai đúng không ạ tức là chúng ta muốn làm một cái hành động gì đó hay, và tôi muốn đi tới nước ngoài ở đâu đó Tức là bất kỳ một cái nước nào đó Chỉ cần là nước ngoài thì tác giả muốn đi Đúng không ạ? Iroiro o wo shitara Hontou ni koto ga mitsukaru to omoimasu Và ở đây có to omoimasu Chúng ta sẽ dịch từ to omoimasu Đúng không các bạn? Và tôi nghĩ là nếu mà tôi trải nghiệm nhiều thứ kê kê là kinh nghiệm là trải nghiệm đúng không ạ nếu mà trải nghiệm nhiều thứ thì sẽ sẽ tìm thấy thì tác giả nghĩ là sẽ tìm thấy những cái việc mà mình thực sự muốn làm đúng không ạ những cái việc mà hôn tôi nhị thực sự mình style của tôi là thực sự những cái việc mà mình muốn làm đúng không ạ Hay. vâng và người tiếp theo đó là kawada satoru à. Fuji Và ở đây vẫn là cấu trúc V-T-Imas tức là chúng ta đang làm một cái hành động gì đó đúng không ạ? Và tác giả đang học kinh tế ở trường đại học Fuji. Hôm nộ Tức là sao nhỉ? Đã là là vì đúng không ạ? 本当 là gì các bạn nhỉ? Hôm tôi là thực sự thực thực sự đúng không ạ? thực sự thì uh, so với việc học về kinh tế thì tác giả thích bên âm nhạc hơn, thích bên âm nhạc hơn, đúng không ạ? chính vì vậy, uh, musician nhĩ, uh, nari tay kể đồ, đúng không ạ? và thực ra thì tác giả thích cái âm nhạc hơn việc học kinh tế nên tác giả muốn trở thành Music, musician là gì các bạn nhỉ? Musician là là nhạc sĩ đúng không ạ? Thực ra thì so với cả cái việc mà học kinh tế thì tác giả muốn trở thành một một nhà âm nhạc một nhà soạn nhạc nhưng mà demo demo điều sinh ra, tương Nhưng điều sinh là điều sinh là bố mẹ của tác giả đúng không ạ nhưng bố mẹ tôi đã nói rằng đúng không ạ bố mẹ tôi đã nói rằng nếu mà suy nghĩ cho tương lai thì thì làm sao ạ thì dai ga de nakereba kể để bạn là này tức là nếu mà suy nghĩ cho tương lai ấy, thì phải tốt nghiệp trường đại học phải tốt nghiệp trường đại học các bạn nhá đây boku mo ikura suki na koto o shite mo ante shita seikatsu ga dekinakatta ra 幸せ Tác giả thì làm sao? Và tôi cũng cũng làm sao? Cũng nghĩ rằng uh, dù uh, ở đây chúng ta có cấu trúc câu đó là demo tức là VTmo là dù chúng ta có làm gì đúng không ạ? Và tôi thì cũng nghĩ là dù chúng ta có làm cái việc mà chúng ta thích. Ở đây thì ikura nó là tiền tố thêm vào để nhấn mạnh. Uh, dù chúng ta có làm cái việc mà mình thích bao nhiêu đi chăng nữa thì Eh, Và tác giả nghĩ là dù chúng ta uh, có làm cái việc mà chúng ta thích bao nhiêu đi chăng nữa uh, Nếu mà chúng ta không thể có uh, Không thể không thể có một cái cuộc sống mà ổn định An tê là ổn định các bạn nhé uh, Nếu mà không thể có một cái cuộc sống ổn định thì sẽ không thể trở nên hạnh phúc đúng không ạ cô tô gạ đề kỳ được là tức là sao nhỉ tức là chúng ta có thể làm một cái điều gì đó hay là có thể trở nên thành một cái điều gì đó các bạn à, cùng nhau nhớ lại cấu trúc ngữ pháp này các bạn nhé và tác giả cũng nghĩ rằng là dù mình có làm cái việc mà mình thích bao nhiêu đi chăng nữa nếu mà không thể không thể có một cái cuộc sống ổn định thì sẽ không thể hạnh phúc được à, cái này nó là cái suy nghĩ mà ai cũng nghĩ đúng không các bạn ấy à, và tiếp theo ừ. Sato Ken, người thứ 3, đúng không ạ? Koko deru toki ryoushin to kenka o shimashita. Koukou o deru ra hitotogyou, đúng không ạ? Khi tốt nghiệp cấp 3 xong thì à, anh này đã cãi nhau với cả bố mẹ, đúng không ạ? Chúng ta có cái động từ là kenka suru dō hay là kenka o shimasu, tức là cãi nhau với ai đó thì trợ từ bao giờ cũng là tố các bạn nhá. Ừ. Ai, boku wa gekidan ni haite, e, suki na engeki o suru to imashita và tôi đã nói là tôi vào Gekidan là gì các bạn nhỉ? Gekidan là đoàn kịch đúng không ạ? Tôi đã nói là tôi vào đoàn kịch và sẽ diễn cái vở kịch mà tôi thích. Và Yoshin wa daigaku e ikana kereba naranai. Engeki de seikatsu suru koto wa dekinai. Shourai kitto koukai suru to Và bố mẹ bố mẹ tôi đã đã nói đã nói rằng là phải đi tới trường đại học tức là phải học đại học đúng không ạ? Ikanakereba naranai. Engeki de wa dekinai và không thể nào mà sinh sống được bằng bằng engeki tức là bằng kịch đi diễn kịch được đúng không ạ? Tức là chúng ta không thể nào mà sinh hoạt cả chỉ với diễn kịch không được đúng không ạ các bạn? é, đại kịt tộ cô cai sư đử tộ tức là sao nhỉ và tương lai thì kịch tộ là chắc chắn cô cai sư đử là cô cai sư đử là hối hận và nếu mà vào đoàn kịch thì tương lai nhất định là tác giả sẽ phải hối hận đúng không ạ uchi o ima de Và tôi đã ra khỏi nhà. Ừ. Các bạn nhớ nhé. Vào, nhí, ra, ố ừ, Ra một cái địa điểm nào đó Hay là tốt nghiệp thì chúng ta đều dùng cái động từ Demas Và đi kèm với cả trợ từ là ố Cộng với cả danh từ ở phía trước ừ. Và tôi ra khỏi nhà Và bây giờ tôi đang sống một mình Đúng không ạ? Seikatsu, -seikatsu shiteimasu là tôi đang sống một mình Oya kara okane -o moratte imasen Tôi à, không nhận tiền từ bố mẹ chứ, cuộc sống... Uh, một mình tự bản thân mình trang trải hết và không nhận bất kỳ một số tiền nào từ bố mẹ đúng không ạ? Seikatsu wa kurushii desu. Demo shitai koto ga arimasu kara kurushikute mo ganbarimasu. Và cuộc sống thì rất là khó khăn và vất vả. Kurushii là khó khăn vất vả đúng không ạ? Cuộc sống thì vất vả Demo Demo uh là nhưng Và các bạn nhớ cho mình là cái này đặt ở đầu câu nhá uh, Nhưng Nhưng làm sao ạ? Shitai koto ga arimasu là Vì tôi có thể làm những cái điều mà tôi thích Tôi có những cái điều mà tôi muốn làm Thế nên là Kurushi kute mo Và ở đây chúng ta lại một lần nữa gặp cái Kute mo đúng không ạ? Tức là dù thế nào Và dù có khó khăn, dù có vất vả Thì tôi cũng cố gắng đúng không ạ? Vâng thưa các bạn thì đó là toàn bộ nội dung của bài đọc hiểu số 25 Nếu các bạn có câu hỏi hay có thắc mắc gì à, Các bạn cứ comment ở phía dưới Mình sẽ trả lời tất cả và giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Và hẹn gặp lại các bạn trong các video đọc hiểu N4 và N5 sắp tới Hãy, là